gần gần 6 tháng thì cảm giác như là mở mang rất hơn về cái kiến thức về piano, với lại cảm thấy như mình theo đuổi đúng cái gì mình đang làm á. Dạ thầy, con thấy trung tâm cũng gọi là tốt, giáo viên thì cũng gọi là hiền và nhưng mà chăm lo cho học sinh. Trang bị từ đèn cho tới tài liệu học tập thì rất là đầy đủ. Ngoài ra thì cũng không mong muốn gì nhiều hơn, chỉ mong là các bạn siêng năng đi học thôi. Mặc dù dịch thì cũng cố gắng tới lớp tập bài.